Xin kính chào quý cô bác, anh chị em và các bạn. Kính thưa quý cô bác, anh chị em và các bạn, thì ngày hôm nay mình xin phép chia sẻ một thông tin liên quan đến những phát biểu của MC nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn trong một cái show văn nghệ Họp Mặt Đồng Hương Việt Nam tại nước Đức. MC nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn nói có 50.000 người Mỹ qua Canada xin tị nạn và đã khiến chính quyền liên bang Canada tốn phí trên 100 triệu đô la cho những người xin tị nạn này. Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn cũng nói là từ khi ông Trump lên cầm quyền thì số người Mỹ xin qua Canada định cư ngày càng tăng. Mời quý cô bác, anh chị em và các bạn nghe đoạn video phát biểu của MC nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn để hiểu rõ chi tiết hơn. Đầy niềm vui họ và mỗi năm chúng tôi tốn 100 triệu để nuôi 50.000 người Mỹ đang tị nạn ngạn tại Canada tuyên truyền bởi chính vì trị họ ở đấy sợ bị trục xuất tuyên truyền chính trị ấy quý vị mới đầu tập trung tiên đấy. Một phụ nữ Việt Nam có bốn đứa con sinh bốn đứa con tại Mỹ ở Mỹ 17 năm bây giờ vẫn bị trục xuất về nước. Thành thế bây giờ quý vị cũng nhớ rằng là sang Mỹ không có an toàn bởi vì ông Donald Trump là ông moi móc bất cứ những người nào mà phạm pháp là ông trục xuất liền. Và ngày xưa là quý vị bây giờ tôi lấy thí dụ một người bạn, một người em tôi đây là nam ca sĩ Trường Vũ hay là Ngọc Hạ, bao nhiêu năm ở Mỹ không có chịu vào quốc tịch vì lười, bây giờ phải vội vàng chạy vào quốc tịch liền bởi vì nếu ở trên đất Mỹ mà quý vị phạm pháp ngày xưa các tổng thống trước đó thì đã ở trên nước Mỹ rồi là thôi, chỉ cần cái thẻ xanh không cần quốc tịch, nhưng bây giờ không quốc tịch rất là nguy hiểm bởi vì ông Donald Trump tấn về. Thành ra bây giờ bao nhiêu người sống ở Mỹ mà phải chạy sang Canada, và quý vị ơi, quý vị hình dung cái lại này đi, nó không có thấm gì với bên Canada chúng tôi. Tháng 12, tháng riêng, tháng 2, tháng 3, 4 tháng đó người Mỹ trốn sang Canada thì họ băng cái rừng, họ vượt những cái cánh đồng, họ tránh những cái trạm hải quan. Thành thế khi mà họ vào đến một cái nơi ấm áp thì nó lạnh cóng hết, cho nên là có nhiều người rụng mất một vài ngón tay hoặc có người rụng mất cái tay bởi vì nó lạnh quá mà họ không có cảm giác gì cả. Để thấy là cái sự hy sinh người ta vượt biên giới để sang Canada như thế này. Cô Kỳ Duyên có nghe cái chuyện này, cô nói anh sống ở Canada 40 năm, nó lạnh quá anh phải cẩn thận, cô coi lại xem anh có rụng mất cái gì hay không. Thì tôi cứ nghĩ là cô Kỳ Duyên lúc nào cô cũng chỉ nhắm cô chọc coi thôi. Thưa quý vị, thì bây giờ như thế này, chúng tôi sống ở Canada, tôi có giấy tờ, có nhà cửa, có đủ mọi thứ ở Mỹ, tại vì trung tâm chính gia là ở Mỹ bảo lãnh tôi qua. Nhưng mà 27 năm tôi nhất định tôi không qua, tôi cứ ở Canada. Cho đến bây giờ thì tôi mới thấy là hợp lý, tại vì những người Mỹ lại trốn sang bên này chúng tôi. Đó là chuyện của Canada. Bây giờ sang cái chuyện của nước Đức, quý vị đây. Tôi đi trên hai quốc gia mà tôi cảm phục, đó là nước Nhật. Qua những phát biểu của MC nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, thì một số những người Mỹ gốc Việt và những người ủng hộ ông Trump một cách cuồng nhiệt đã đưa ra những video có những lời lẽ cọc cằn, cho là những điều ông Ngạn nói là không đúng và đòi hỏi ông Ngạn phải lên tiếng xin lỗi Tổng thống Donald Trump. Nếu không thì họ sẽ tẩy chay các chương trình có MC Nguyễn Ngọc Ngạn trong những tháng sắp tới diễn ra tại Hoa Kỳ. Mình xin chia sẻ thêm một bài viết của tác giả Dương Hoài Linh như sau. MC Nguyễn Ngọc Ngạn nói sai về chính sách của Tổng thống Donald Trump. Ông cho rằng sau khi ông Trump lên đã có khoảng 50.000 người Mỹ phải bỏ trốn sang tị nạn tại Canada và nhiều người Mỹ gốc Việt bị trục xuất về nước. Thực tế, không hề có bất kỳ một người có quốc tịch Mỹ nào trốn sang Canada.
Không hề có một người Mỹ gốc Việt nào bị trục xuất về Việt Nam. Chỉ có những người nhập cư lậu vào Mỹ, sau đó tìm cách trốn sang Canada. Nhưng Canada, những tiêu chuẩn quốc tế cũng không cho phép những di dân lậu này định cư tại đây. Tuy nhiên, quá trình trục xuất những di dân lậu này đòi hỏi nhiều thời gian, nên nhiều người, trong đó có cả MC Nguyễn Ngọc Ngạn, lầm tưởng Canada là điểm dừng chân cuối cùng của di dân lậu. Không phải chỉ đời Tổng thống Donald Trump mà nhiều đời Tổng thống của Mỹ trước đó cũng đồng ý trục xuất những người chỉ có thẻ xanh, chưa có quốc tịch, nhưng phạm tội hình sự trên đất Mỹ. Chỉ có điều ông Trump làm gắt gao hơn mà thôi. Chính sách nhập cư của ông Trump không phải hạn chế di dân mà là buộc di dân phải đến Mỹ một cách hợp pháp. Đây là một chính sách hoàn toàn đúng đắn trong một đất nước pháp trị, không thể để ngân sách của dân Mỹ rơi rãi và nền an ninh nước Mỹ bị đe dọa bởi lòng nhân đạo không được kiểm soát. Rất tiếc là những người Việt, ngay cả những người nổi tiếng, cũng có cái nhìn rất cảm tính. Trong show văn nghệ biểu diễn gần đây nhất tại Hà Lan, thì MC nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn cũng có những cái phát biểu tương tự như là ở nước Đức. Tuy nhiên thì ông cũng có những cái phát biểu ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Bây giờ mình xin mời quý cô bác, anh chị em và các bạn hãy xem cái đoạn video phát biểu tại Hà Lan của MC Nguyễn Ngọc Ngạn như sau. Không phải chỉ có người Việt ở Canada, ở Canada thì có khoảng hơn 200.000 người Việt. Nước Canada thì nó có tất cả khoảng 30 triệu dân, tức là bằng 1/10 dân số của Hoa Kỳ. Nhưng mà dĩ nhiên quý vị biết là nước Canada của tôi là rộng nhất thế giới về mặt diện tích. Trước đây thì nó thua Liên Xô, nhưng mà từ ngày Liên Xô tách ra, những quốc gia nhỏ tách ra, kiểu Ukraine này kia đó tách ra, thì nước nó còn là nước Nga, thì nước Nga cái diện tích nó thua Canada thôi. Canada là lớn nhất, nhưng vì nó lạnh quá nên không ai chịu sang ở cả. Thì người Việt mình ở bên đó cũng như là các sắc dân khác, ai cũng mong qua Mỹ sống. Tại Mỹ thì nó chẳng có cái biên giới, thì nó giống như các nước Âu Châu thôi, chỉ việc lái xe qua thôi. Nhưng mà 4 năm nay thì từ bên Mỹ, người Mỹ đã trốn sang Canada chúng tôi, và hiện nay Canada chúng tôi đang đóng thuế, mỗi năm bỏ ra 100 triệu để nuôi 50.000 người Mỹ chạy sang xin tị nạn tại Canada. Tại vì họ là những người mà họ sợ rằng bị Tổng thống Donald Trump trục xuất. Nhưng mà cái sợ đó thì tôi thấy nó cũng vô lý thôi. Ở chỗ là nếu không có phạm pháp, sống một cách bình thường thì không ai trục xuất cả. Những người bị trục xuất là thường thường có phạm pháp, mà thường thường có tái phạm lần thứ hai mới bị trục xuất. Còn người sống bình thường cũng có bị đâu, nhưng mà họ lo quá, cho nên là họ chạy qua bên chúng tôi. Và quý vị biết là thường thường họ trốn vào mùa đông. Mùa đông thì quý vị ở đây giống như là Canada, Canada còn lạnh buốt hơn, thì họ trốn vào tháng 11, tháng 12, tháng riêng tháng 2, tháng 3 là 4 tháng nó lạnh buốt. Cho nên họ băng rừng, họ tìm những cái khúc đường vắng để tránh hải quan. Cho nên khi sang đến Canada mà được cảnh sát đưa vào chỗ ấm, thì có nhiều người bị cóng quá cho nên là nó rụng mất một hai ngón tay, và có người rụng ở Việt Nam thì thấy cũng tội nghiệp. Mà Canada chúng tôi có một quy luật là người Mỹ trốn qua xin tị nạn thì không được phép đuổi họ về, thì đành để giữ họ lại, và hiện là đang nuôi 50.000 người. Những cái người này họ lo cái đó không đúng, nếu họ sống đàng hoàng không ai trục xuất cả. Thì Tổng thống Donald Trump là một cái hiện tượng ở bên Mỹ, quý vị cũng đã biết rồi, quý vị hàng ngày đọc internet cũng biết rồi. Người thương thì quá thương mà người ghét thì quá ghét, nhưng mà dù sao anh ấy một câu mình mà nói thì Donald Trump không làm được ai cái việc mà người dân Mỹ rất là ủng hộ. Cái thứ nhất là đưa nền kinh tế lên cao, và cái thứ hai muốn chê gì thì chê, nhưng phải công nhận là có ông Donald Trump thì mới đương đầu được với Tập Cận Bình
với lại Kim Jong Un. Đó là hai điều mà vâng đại đa số người Việt ở Mỹ ủng hộ trong việc điều đó. Còn trên thế giới thì tôi thấy người ta phỏng vấn ở đâu châu, có những cái đài đã đi phỏng vấn cả những người bên Anh, bên Đức, bên các nước Âu Châu, không biết Hà Lan có phỏng vấn hay không, thì người ta hỏi là tại sao ông ủng hộ Donald Trump, thì đại đa số người ta trả lời một câu giống nhau là ông Donald Trump không phải là một chính trị gia chuyên nghiệp, ông là một người làm thương mại, cho nên ông nghĩ gì ông nói ra một cái điều thẳng thắn, ông không có hứa hẹn, ông không giống như các ứng cử viên khác, ông nghĩ trong đầu là sao nói thẳng ra cái đó, thành để ông lại được nhiều người ưa chuộng, tại vì họ nghe các chính khách nói chuyện nhiều họ đã quen rồi, họ nghe nhiều quá thành ra nhà đến khi mà gặp ông Donald Trump ông nói thẳng thắn người ta lại quý. Thành thế dù là bây giờ ông đang bị luận tội, ông bị đảng Dân Chủ dìm ông tối đa, nhưng mà đại đa số người dân ở bên Hoa Kỳ vẫn tin rằng là ông sẽ đắc cử thêm 4 năm nữa. Tôi cũng mong ông đắc cử thêm 4 năm nữa, bởi vì ông là người khác tất cả các cái chính sách khác. Nhưng mà đó là một chuyện của nước Mỹ. Bây giờ nó nhiều chuyện lúc tốt lắm. Chúng tôi mới ở bên Pháp, ông có việc biết Pháp bây giờ nó đình công, nó làm tê liệt cả cái Paris. Tôi nhớ lại bây giờ tôi thấy nước Pháp nó lâm vào cái tình trạng rất là buồn. Cách đây 38 năm thì tôi lấy vợ lần đầu tiên là ở bên Paris. Thì lúc đó Paris nó đẹp lắm, nó không có bị ô nhiễm như bây giờ. Sau này bây giờ nó có những cái vụ đình công, nó kéo cả xe vận tải để mang luôn cả khoai tây đổ đầy ra ngoài đường, nó cản trở, nó làm kinh tế nó lụt bại. Thành thì Paris bây giờ nó không còn đẹp, nó không còn thơ mộng. Và trong đầu tôi khi mỗi khi trở về Paris là quê hương quê ngoại, tôi không còn là cái hình ảnh nó đẹp nữa. Thế giới bây giờ quá nhiều chuyện, quý vị thấy Hồng Kông cũng thế. Bây giờ dân Hồng Kông đang đổ qua chạy qua Canada và Úc để tránh những cái cuộc biểu tình bạo động ở bên kia. Biết bao nhiêu chuyện nó xảy ra trên thế giới này. Kính thưa quý cô bác, anh chị em và các bạn, thì thông qua những cái đoạn video mà mình chia sẻ về những cái phát biểu của MC nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, thì chúng ta thấy có những cái thông tin thật sự chưa có chính xác. Thật sự thì mình ở đây mình không có dám phê phán hay là phê bình gì nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Bản thân mình thì mình rất là kính trọng và yêu quý ông. Nhưng mà qua những cái đoạn phát biểu của ông thì mình thấy cái thông tin như vậy thì làm cho mọi người rất là quan mang. Mọi người có thể là không có hiểu đúng về nước Mỹ, không có hiểu về Tổng thống Mỹ. Rất mong, rất hy vọng là mọi người xem những cái đoạn video này thì sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn về nước Mỹ, chứ không phải giống như MC Nguyễn Ngọc Ngạn đã phân tích trong cái lời phát biểu của ông trong những cái show biểu diễn văn nghệ ở nước Đức và Hà Lan. Thì cái video đến đây mình xin phép tạm dừng. Mình rất mà mong hẹn gặp lại quý cô bác và các bạn trong những video tiếp theo. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý cô bác và các bạn. Hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký cái kênh của mình và chia sẻ những cái video này rộng rãi đến cho người thân và bạn bè cùng xem. Bây giờ thì mình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác và các bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt.